Rồi tiếp theo mình sẽ giải quyết bài số 4 ha. Bài toán số 4 là một bài toán chủ đề hình học. Như ở trên là chủ đề là hình học không gian. Còn bài số 4 là chủ đề là về hình học phẳng ha. Rồi. Cho tam giác DEF và K là điểm nằm giữa EF. Thầy vừa đọc đề vừa vẽ hình luôn ha. Cho tam giác DEF. À, tam giác D, E, F và một điểm K nằm ở giữa E và F. Ví dụ nằm ở đây. Rồi qua K vẽ các đường thẳng song song với DE và DF lần lượt cắt tại M và N. Rồi, ví dụ như vậy đi. Rồi, cắt DF tại M và cắt DE tại N. Rồi. Câu A. Tứ giác MNDK là hình gì? Ừ. Thì mình ở đây mình có dấu hiệu song song đúng không? Mình theo cái cách dẫn á, mình sẽ có NK nó song song với MD và KM nó cũng song song với ND đúng không? Như vậy, tứ giác MDNK có hai cặp cạnh đối song song. Thì tứ giác MDNK là hình bình hẳn. Đúng không? Rồi, mình trình bày lời giải ha. Xét tứ giác MDNK ta có, thì theo cách vẽ mình sẽ có được là KN song song với DF do giả thuyết ha. Tiếp theo là KM song song với DE cũng do giả thuyết là do cách dựng á. Rồi vậy tứ giác MDNK là hình bình hẳn. Rồi. Sẵn tiện đây mình ôn lại một số cái tính cái dấu hiệu của để nhận biết một cái tứ giác là hình bình hẳn ha. Cái dấu hiệu để nhận biết một tứ giác là hình bình hẳn. Đầu tiên là tứ giác nó có hai cặp cạnh đối song song là cái mình vừa mới sử dụng để chứng minh nè. Cái cách thứ hai là hai cặp cạnh đối bằng nhau. Cách thứ ba là một cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Rồi. Tính chất cuối cùng, cái điều kiện cuối cùng là tứ giác có hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. Rồi. Vì đây là bốn cái dấu hiệu để nhận biết một tứ giác là hình bình hẳn ha. Rồi tiếp theo mình đến với câu B. Câu B. Giả sử tam giác DEF cân tại F. Ở đây sửa lại một xíu ha. Ở đây là cân tại D ha. Giả sử tam giác DEF cân tại D. Hãy tìm một vị trí của điểm K trên cạnh EF để tứ giác này là hình thôi. Rồi, sẽ vẽ lại cái hình ha. Bây giờ ở trên là vẽ tam giác bất kỳ, bây giờ mình sẽ vẽ lại là cái tam giác DEF nó cân tại D. D, E, F. Rồi bây giờ tìm điều kiện, hãy tìm một cái vị trí của điểm K trên cạnh EF để tứ giác này là hình thôi. Ừ. Như vậy đầu tiên theo như câu A, tứ giác MDNK nó đã là một hình bình hẳn rồi. Bây giờ để cho một hình bình hẳn nó là hình thôi thì mình cần có điều kiện gì? Một hình bình hẳn nó là hình thôi thì nó cần cần điều kiện gì để thành hình thôi? Thì một trong những cái điều kiện đó nó là hai cạnh kề bằng nhau đúng không? Hai cạnh kề bằng nhau.
Tức là một hình bình hành mà nó có hai cạnh kề bằng nhau thì hình bình hành nó lập tức sẽ ra hình thôi. Rồi, một cái đặc điểm nữa, hai đường chéo vuông góc, đúng không? Một hình bình hành mà có hai đường chéo vuông góc thì nó sẽ lập tức ra hình hình thôi. Rồi mình sẽ có hai cái đặc điểm này. Như vậy bây giờ mình sẽ sử dụng cái tính chất nào đây? Mình có hai tính chất. Ở đây mình có tam giác DEF nó cân tại D. Nó cân thì sao? Cân thì mình sẽ có DE bằng DF, tức là mình sẽ có cái tính chất bằng nhau. DE với DF bằng nhau. Như vậy thì khả năng mình sẽ sử dụng cái tính chất đầu tiên. Mình sẽ sử dụng cái tính chất đầu tiên để mình chứng minh, để mình giải quyết cái câu B này. Rồi dựa vào cái tính chất đó, mình sẽ tìm vị trí điểm K sao cho cái tứ giác DMKN nó có hai cạnh kề bằng nhau ha. Rồi như vậy điểm K nằm ở đâu để cho nó bằng nhau đây? Một suy nghĩ rất là tự nhiên thôi. Thì điểm K nó chính là trung điểm của EF, đúng không? Tức là khi mà nó bằng nhau á thì mình cảm giác nó sẽ đối xứng hai bên, đúng không? Thì khi nó nằm ở chính giữa thì cảm giác nó là hình thoi, nó sẽ có khả năng nó sẽ hình thoi. Vậy bây giờ mình sẽ gọi K là trung điểm EF. Rồi bây giờ mình sẽ chứng minh cái tứ giác MDNK này nó là hình thoi. Rồi mình cũng sẽ như trên, mình kẻ song song ha. Kẻ các cạnh song song. Vậy ở đây nó sẽ là điểm M. Đây sẽ là điểm N. Bây giờ mình sẽ chứng minh cái tứ giác này nó là hình thoi. Tức là mình cần chứng minh hai cạnh bằng nhau, đúng không? Mà mình để ý hai cái cạnh này nó thuộc hai tam giác nè. Nó sẽ thuộc hai cái tam giác DNK và DMK. Như vậy nếu như mình chứng minh được hai tam giác này bằng nhau thì mình sẽ suy ra KM bằng KN, đúng không? Mà nếu suy ra được KM KN thì hình bình hành có hai cạnh bằng nhau, tức nó sẽ trở thành hình thoi. Như vậy mình sẽ tìm cách chứng minh hai tam giác bằng nhau. Xét tam giác DNK và tam giác DMK ta có. Rồi hai tam giác này bây giờ có gì bằng nhau nè? Đã có gì bằng nhau chưa? Chưa, đúng không? Thật ra là chưa có cái đặc điểm gì bằng nhau hết, ngoài cái việc DK là cái cạnh chung nó bằng nhau thôi. Cho nên là cái việc xét hai tam giác này thật sự nó chưa ổn. Như vậy mình thử xét hai tam giác khác không sao. Lúc nãy cái điều kiện cái tính chất thứ nhất là hai hai cạnh kề bằng nhau, đúng không? Tính chất thứ hai là hai đường chéo vuông góc, thì thiếu một cái tính chất thứ ba rồi, nó là gì? DK. Nếu như DK là phân giác của cái góc này, tức là hai góc này bằng nhau, thì một hình bình hành có đường chéo là đường phân giác thì nó cũng là hình thôi. Các bạn nhớ tính chất đó không? Một hình bình hành mà có một đường chéo nó là đường phân giác của cái góc thì nó là hình thù. Như vậy thì thay vì mình chứng minh hai cạnh này bằng nhau, chúng mình thay vì chứng minh hai cạnh này bằng nhau thì mình sẽ chứng minh DK nó là phân giác của góc EDF. Như vậy mình sẽ xét mình cũng sẽ xét hai cái tam giác, nhưng mà nó không phải là tam giác DNK tại vì nó chưa đủ những cái yếu tố bằng nhau. Như vậy mình sẽ xét cái cặp tam giác khác là DEK và tam giác DFK. Ta có gì đây? Đầu tiên thì DK nó là cạnh chung, đúng cạnh chung. Rồi tiếp theo mình có KE bằng KF. Tại sao vậy? Tại vì mình gọi K là trung điểm của EF.
Rồi. Thứ ba là DE bằng với DF. Cái này do tam giác AB, à không, tam giác DEF là tam giác cân tại D. Từ ba điều này mình sẽ suy ra là tam giác DEK bằng tam giác DFK. Theo trường hợp gì đây? Cạnh 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 tức là ba cạnh tương ứng bằng nhau. Và khi hai tam giác lại bằng nhau thì suy ra góc tương ứng cũng bằng nhau, tức là E DK bằng với góc F DK. Rồi, như vậy tứ giác DMKN nó là mình hành rồi đúng không? Tứ giác D M K N là hình bình hành viết tắt nha, có DK là phân giác của góc N D M nên là hình thôi. Rồi, như vậy câu D với K là trung điểm của cạnh EF thì mình có MNDK hình thôi. Vậy K là điểm cần tìm. Rồi, thì cái câu này giúp các em ôn lại một số cái tính chất về dấu hiệu nhận biết hình bình hành và hình thôi ha. Tiếp theo mình đối với câu C. Nếu tam giác DEF vuông tại D thì tứ giác MDNK là hình gì? Rồi, câu C, nếu tam giác DF vuông tại D thì tứ giác MDNK là hình gì? Rồi mình vẽ cái tam giác vuông ha. Ví dụ vậy đi. Rồi. Tam giác D E F. Rồi nếu như tam giác này vuông thì tứ giác MDNK là hình gì? Tức là trong câu C này á, cái điểm K nó vẫn là một cái điểm bất kỳ nằm ở đây đúng không? À, điểm K nằm bất kỳ bên cạnh EF. Rồi tiếp tục mình trả song song. Ở đây là M, ở đây là N. Rồi để ý nè, khi mà nó song song này á, mà nó có cái góc vuông ở trên rồi thì có phải là ở đây nó cũng sẽ là góc vuông luôn đúng không? Như vậy tứ giác KMDN nó có ba góc vuông. Một tứ giác có ba góc vuông thì nó chính là hình chữ nhật. Ok. Rồi như vậy mình trình bày lời giải nè. Ta có đầu tiên là với cái cách dựng á là KN nó sẽ song song với DF đúng không? Là giả thuyết. Rồi. Và hơn nữa cái ED DE nó sẽ vuông góc với DF do tam giác DEF vuông tại đâu? Tại D. Rồi từ hai điều này mình sẽ suy ra được cái gì đây? Suy ra được hai đường thẳng song song mà cùng mà một đường nó sẽ vuông góc với cái đường thứ ba thì cái đường kia nó cũng sẽ vuông góc với đường đó. Như vậy mình sẽ có được là DE vuông góc với NK, hay nói cách khác là góc DNK bằng 90 độ. Tương tự thì ta cũng có là DMK nó cũng bằng 90 độ. Rồi vậy tứ giác DMKN có ba góc vuông nên là hình chữ nhật. Rồi câu C thì giúp các em ôn lại về các cái dấu hiệu để nhận biết hình chữ nhật, thì cái dấu hiệu này là cơ bản ha, là có ba góc vuông là hình chữ nhật. Rồi còn câu D nữa, câu D
Giả sử tam giác DEF vuông cân tại F, hãy tìm một vị trí của điểm K để tứ giác này là hình vuông. Rồi mình xem lại câu B nè. À, câu B á, yêu cầu là tìm vị trí để cho nó hình thôi, và cái điều kiện nó là tam giác cân, đúng không? Rồi thêm câu C nữa thì cái tam giác nó là tam giác vuông. Bây giờ câu D tổng hợp lại nó là tam giác vuông cân. Thì mình sẽ làm như thế nào đây? Có phải là mình sẽ sử dụng kết quả của các cái câu trên đúng không? Rồi, mình vẽ cái tam giác ra ha. Rồi, đây là tam giác D, E, F. Tìm vị trí điểm K trên đó, sao cho MNDK là hình vuông. Rồi, thì cũng giống như cái tư tưởng của cái câu B á. Với câu B thì K trong điểm đúng không? Vậy thì tại sao mình không nghĩ đến việc câu D mình cũng sẽ thử gọi K trung điểm xem điều gì sẽ xảy ra. Như vậy gọi K là trung điểm của EF. Rồi như vậy hai đoạn này bằng nhau. Rồi mà theo kết quả của câu B á, nếu như cái tam giác DEF là tam giác cân tại D mà K là trung điểm thì DMNK, DMKN nó chính là hình thoi đúng không? Như vậy mình sẽ áp dụng những kết quả câu D, câu B theo kết quả câu B ta suy ra điều gì? À, đầu tiên mình vẽ cái điểm M ở điểm N trước nha. Đây là điểm M, đây là điểm N. Rồi, theo kết quả câu B ta suy ra D, M, K, N là hình thoi. Ừ. Rồi, là do tam giác này cân á, cho nên sử dụng được kết quả câu B. Rồi, bây giờ theo kết quả câu C ta suy ra điều gì? Kết quả câu C là gì? Kết quả câu C á là nếu như DEF là tam giác vuông thì MDNK nó là hình vuông, à không, nó là hình chữ nhật, đúng không? Và với câu D tam giác DEF nó cũng vuông, cho nên là theo kết quả câu C ta suy ra DMKN là hình chữ nhật. Rồi, mà một cái hình, một cái tứ giác nó vừa là hình thoi vừa là hình chữ nhật thì nó là hình vuông đúng không? Một hình chữ nhật mà có hai cạnh kề bằng nhau thì nó là hình vuông, mà hình thoi là hình tốt, nó có bốn cạnh bằng nhau luôn thì hiển nhiên hai cạnh kề nó sẽ bằng nhau. Vậy D M K N là hình vuông. Do đó cái điểm K và trung điểm này nè là điểm cần tìm. Ok. Rồi, với câu 4 này á thì các em cần phải ôn là những gì? Nội dung chính cần ôn trong đây á là về các cái hình quen thuộc ha, ví dụ như hình thang. À, trong câu này không có hình thang. Không, hình hành nè. Hình thoi nè. Hình chữ nhật, hình vuông. Đó, thì với những cái hình cơ bản các em sẽ cần phải xem là những cái tính chất của nó để áp dụng vào giải toán ha. Rồi ở đây mình có sử dụng cái việc là chứng minh các cái tam giác bằng nhau nữa. Cho nên là các em thích ôn lại về những cái chủ đề này để vững hơn về cái nền tảng lý thuyết ha. Rồi bây giờ mình đến với câu 5, câu cuối cùng của đề ha. Câu 5 thì cái nội dung của câu 5 là nó về thống kê. Thì cái câu này nó là cái chủ đề này nó khá là mới đối với các em, cho nên là cần phải nhìn kỹ ha. Tức là có nó lạ thôi nhưng nó không quá khó. Ừ. Rồi bây giờ đọc đề nè. Để chuẩn bị cho hoạt động chào mừng ngày 20 tháng 11, lớp trưởng làm cuộc khảo sát rồi và mình có được cái bảng số liệu như sau. Vẽ biểu đồ hình cột
biểu diễn mạng thống kê nói trên. Như vậy biểu đồ hình cột á, nó còn thể hiện được các yếu tố gì? Đầu tiên là về cái yếu tố của cái biểu đồ hình cột. Đầu tiên là nó về cái số lượng môn thể thao ha, tức là cái trục hành nó còn diễn tả được là có những môn thể thao nào, đúng không? Và với cái trục tung á, cái trục số liệu á, cái này nó là trục hành á, tức là cái trục ngang đi, cái trục nằm ngang á. Còn cái dữ kiện thứ hai mình cần phải quan tâm đó chính là số bạn, tức là số bạn mà yêu thích mỗi môn thể thao này là bao nhiêu, thì nó sẽ tương ứng với các số liệu của trục tung, đúng không? Và với mỗi cái trục này đó, mình cần phải ghi đủ về các cái con số này và các cái thông tin này, tức là làm sao để cho cái bảng này nó hiển thị hết các cái thông tin ở trong cái bảng đó. Rồi hơn nữa, mình cần phải có cái tên của cái bảng, đúng không? Khi mà mình lập một cái biểu đồ hình cột biểu diễn thống kê á, thì mình cần phải có cái tên của cái biểu đồ này, tên bảng á, hay còn gọi là biểu đồ á. Rồi thì ở đây có một cái bảng ở đây, câu A thì có một cái bảng ở đây là cái bảng số học sinh thích các môn thể thao. Thì đầu tiên mình cần phải lưu ý cái gì đây? Với cái trục hành, cái trục nằm ngang ở dưới nè, nó cần ghi rõ là có những cái môn nào. Ví dụ ở đây là bóng đá, cầu lông, bóng chuyền, chạy bộ, đủ hết 4 môn ở trên chưa? Đủ rồi. Tiếp theo với cái trục tung là cái trục đi thẳng lên á, mình cần biểu biểu diễn đủ các cái số lượng, các cái con số trên cái trục này. Và lưu ý là mỗi cái khoảng này nó đều bằng nhau nha. Tức là sao? Tức là ở đây 20 với 18 nó cách nhau 2 đi, thì 18 với 16 nó cũng cách nhau 2. Như vậy cái khoảng cách khi mình vẽ lên á, ví dụ như một cái ô tập nó sẽ tương ứng với hai đơn vị đi, thì mình phải cố định nó như vậy, không có được thay đổi nó. Rồi thêm cái nữa là khi mình biểu diễn cái cột nè, biểu đồ cột là tất nhiên phải có cột, đúng không? Thì với mỗi một cái cột tương ứng với các môn thể thao nè, mình cần chú thích những cái con số ở trên đầu để cái con số này cho biết á, là mỗi cái môn này có bao nhiêu bạn yêu thích. Tức là khi mình giống cái hàng từ bên đây qua bên đây á, thì mình đã có cái kết quả rồi, mình đã biết nó là bao nhiêu rồi, nhưng mà mình cần phải ghi rõ ra. Thì như ở đây, ở trên đầu của mỗi cái cột này nè, có ghi rõ cái số liệu nè, 18, 9, 5, 13, nó sẽ tương ứng với số bạn thích mỗi môn thể thao đó. Rồi thì đó là câu A ha. Đến với câu B, trong 4 môn được liệt kê ở trên, môn nào được học sinh trong lớp yêu thích nhiều nhất, môn nào được học sinh trong lớp yêu thích ít nhất. Rồi thì mình dựa vào cái bảng số liệu ở trên cũng như cái biểu đồ ở dưới, thì mình coi coi cái môn thể thao nào mà cái số tương ứng á, nó lớn nhất, thì nó sẽ tương ứng với số bạn thích môn đó nhiều nhất. Như vậy thì dựa vào cái số liệu này, mình sẽ có được kết quả là trong 4 môn được liệt kê ở bảng trên thì môn nào được học sinh trong lớp yêu thích nhiều nhất đây? Mình thấy con số 18 là lớn nhất này, đúng không? Cho nên thì cái môn được học sinh trong lớp yêu thích nhiều nhất là môn bóng đá. Môn bóng đá được học sinh trong lớp yêu thích nhiều nhất. Rồi. Tương tự, bây giờ cái môn nào được học sinh trong lớp yêu thích ít nhất? Nó chính là cái môn mà tương ứng với cái số bạn là ít nhất. Như ở đây là bóng chuyền. Rồi như vậy thì môn bóng chuyền được học sinh trong lớp yêu thích ít nhất rồi, thì đó là câu B ha. Tức là cái câu B mục đích là để cho các em biết cái cách đọc cái số liệu trong bảng,
tức là từng cái số liệu trong bảng nó sẽ có ý nghĩa như thế nào. Rồi, với câu C, số bạn yêu thích môn bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm đối với cả lớp? À, như vậy thì muốn biết số bạn yêu thích môn bóng đá chiếm đối với cả lớp á, thì cái câu hỏi này nó sẽ tương ứng với cái câu hỏi là tỷ số, đúng không? Chiếm bao nhiêu phần trăm á, thì nó chính là tỷ số. À, như vậy bây giờ môn bóng đá nó có bao nhiêu bạn đây? Môn bóng đá thì mình có 18 bạn yêu thích. Rồi, so với cả lớp thì mình phải biết cả lớp này là bao nhiêu học sinh. Như vậy đầu tiên mình sẽ tính cái số học sinh của cả lớp nha. Vậy số học sinh của lớp là, thì mình sẽ, tại vì sau khi khảo sát lớp trưởng thu được và số hiệu theo, như vậy thì có phải tổng cái số bạn yêu thích bốn môn này nó chính là số học sinh cả lớp không? Như vậy mình chỉ việc thực hiện phép tính cộng thôi. 18 cộng 9 cộng 5 cộng 13 thì mình được kết quả là bằng 45 học sinh. Rồi, như vậy cái số bạn yêu thích môn bóng đá chiếm bao nhiêu phần trăm so với cả lớp? Thì cái câu hỏi đó nó chính là tỷ lệ học sinh yêu thích môn bóng đá so với cả lớp là, thì cái tỷ số, cái tỷ lệ này á, nó chính là bằng số học sinh yêu thích môn bóng đá chia cho với số học sinh của cả lớp và nhân 100%, đúng không? Như vậy thì số học sinh thích môn bóng đá là bao nhiêu đây? 18. Rồi, chia cho số học sinh cả lớp là 45 và nhân với 100%, đúng không? Hay mình có thể ghi như sau: 18 nhân với 100% ở trên tử và chia cho 45. Như vậy mình sẽ được là bằng 40%. Rồi, vậy thì cái tỷ lệ học sinh yêu thích môn bóng đá so với cả lớp ở cái lớp này á, là 40%. Rồi, và đối với câu này á, thì hãy muốn các em biết, trước hết là biết cái cách đọc các cái số liệu của một cái bảng. Tức là mỗi một cái bảng nó sẽ có những cái số liệu, đúng không? Thì mình cần biết là những cái số liệu đó nó có ý nghĩa như thế nào. Từng cái con số, từng cái chữ trong cái biểu đồ nó sẽ có ý nghĩa là gì. Đó. Thứ hai là khi mà đề cho một cái bảng nào, mình cần biết cách đưa nó về cái biểu đồ. Đúng không? Thì ở đây biểu đồ cột nó là một cái ví dụ. Còn các cái loại biểu đồ khác như biểu đồ tròn gì đó, thì nói chung là các em cần phải biết cách dựa vào cái bảng này nào để đưa nó, để vẽ một cái biểu đồ tương ứng với nó. Rồi, cái thứ ba là ở câu C là mình cần tính được cái số bạn, cái tỷ lệ của các cái nhân tố có trong cái biểu đồ này. Ví dụ như ở câu C là tìm cái tỷ lệ học sinh yêu thích cái môn bóng đá so với cả lớp, thì mình sẽ lấy tương ứng là cái số học sinh yêu thích môn bóng đá chia cho số học sinh cả lớp và nhân cho 100%, thì đó chính là tỷ lệ. Rồi, và thầy đã giải chi tiết đề số 6 trong cái bộ đề ôn tập học kỳ 1 ha. Rồi thì thầy cũng đã nhắc sơ lại về một số các cái nội dung có trong cái đề này, nội dung kiến thức có trong cái đề này, và các em xem và ôn tập ha. Rồi, thì chúc các em học tập tốt.